Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nhiều huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết cuộc bầu cử của huyện Kim Sơn. Cùng dự có đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Kim Sơn, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện, mặc dù cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Kim Sơn đã thành công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao đạt 99,27%, trong đó có 132 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Cử tri trong huyện đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 9 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 35 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, bầu 628 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn. Các đại biểu đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao, đảm bảo cơ cấu, thành phần, chất lượng, nhất là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, cơ bản đảm bảo cơ cấu thành phần, chất lượng đại biểu được nâng lên. Tỷ lệ đại biểu là nữ, trẻ tuổi, có trình độ đại học, cao đẳng đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Toàn huyện không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu thêm, bầu lại. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn phòng chống dịch trước, trong và sau bầu cử được đảm bảo. Ngày bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Kim Sơn Đinh Việt Dũng thông tin một số kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm trong tổ chức cuộc bầu cử. Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị trong huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và phòng chống dịch bệnh, tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và cấp xã sau bầu cử, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đại hội Đảng các cấp trong cuộc sống, Ủy ban Nhân dân huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2021, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chủ đề công tác năm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Hồng Quảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Kim Sơn đạt được trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị trước mắt cần tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân các cấp trong huyện để kiện toàn các chức danh Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Ngay sau khi được kiện toàn, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp bắt tay ngay vào việc xây dựng và ban hành quy chế làm việc theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cơ quan thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Hội đồng Nhân dân huyện và các xã, thị trấn phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc tham gia xây dựng và ban hành nghị quyết, hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, quan tâm phối hợp giải quyết kịp thời các đề xuất kiến nghị chính đáng của cử tri, để xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm và kỳ vọng của cử tri. Đồng chí Trần Hồng Quảng cũng đề nghị cấp ủy các cấp, các cơ quan đơn vị trong huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, không được lơ là chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, 8 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bầu cử, vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 79 tập thể, 209 cá nhân cũng được huyện biểu dương khen thưởng.